Quân Ưu trong nhà tù nhìn vẻ ngoài rất nhát gan, nhưng anh là một cao thủ võ thuật. Mỗi ngày anh bị hơn chục tù nhân nhiều lần đánh đập, nhưng anh luôn tránh được những chỗ hiểm của mình khi bị đánh. Trong những ngày bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm, anh đã luyện được thính giác và thị giác phi thường. Anh có thể nghe thấy tiếng nhện bò trên tường, có thể nhìn thấy chuyển động của bất kỳ ai trong bóng tối. Nhưng lúc anh vừa mới vào trại giam đã đắc tội với thế lực lớn nhất trong nhà tù. Các tù nhân ở đây đều là trọng tội cấp 1, và trong tù có 3 thế lực lớn. Thế lực đầu tiên là quỷ ăn thịt người, chính là người đàn ông ăn lá cây này. Nghe nói ông ta rất thích ăn thịt người, trước khi bị bỏ tù ông ta đã ăn thịt hơn 10 người. Thế lực thứ hai là một nhóm 2 người gây này, cả hai đều có thủ đoạn hèn hạ, sẽ dùng mọi cách để giở trò với Quân Ưu. Quân Ưu đã bị hai người họ ngấm ngầm tính mưu. Thế lực thứ ba là Madeoksu, hơn 70% tù nhân là đàn em của ông ta. Đàn em của Madeoksu vẫy tay một cái, quản giáo đều phải tránh ra. Giám sát thấy nhóm của Madeoksu đánh người nhưng tất cả họ sẽ nhắm mắt làm ngơ. Lần này một tù nhân đặc biệt đã đến nhà tù. Sự xuất hiện của anh ấy sẽ thay đổi tất cả. Trong tất cả các nhà tù, tù nhân nào đang la hét và bị đánh đập thì chắc chắn họ là tội phạm hấp diêm. Quân Ưu bị kết án tù chung thân vì bị định tội làm chuyện đó và sát hại một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Ngày đầu tiên vào tù anh đã bị Madeoksu nhắm đến. Quân Ưu trốn trong góc bị đàn em Madeoksu túm lấy ném tới trước mặt Madeoksu. Quản giáo nhìn thấy sắp có chuyện nhưng đàn em vẫy tay ra hiệu, quản giáo ngoan ngoãn bỏ đi. Quân Ưu quỳ trên mặt đất, Madeoksu là một cử chỉ rồi nói mày vào đây vì tội này đúng không? Làm chuyện đó với trẻ em sao thằng thốn? Quân Ưu trả lời không phải tôi. Một tên đàn em đạp mạnh vào người Quân Ưu, có gan làm mà không có gan nhận. Madeoksu nói rằng dù có giết người tụi tao cũng thừa nhận, còn mày thì khăng khăng mình không làm. Quân Ưu không nghe thêm nổi nữa, như một con bò rừng lao tới và hạ gục Madeoksu. Đây không phải tìm đến cái chết à? Dám đánh đại ca tụi tao! Tất cả đàn em đều súng lại đánh đá Quân Ưu. Lúc này tù nhân ăn thịt người ở phía xa vẫn đang ung dung ăn lá cây. Quản giáo trong phòng giám sát cũng thấy rõ ràng nhưng lại mặc kệ. Lúc này Madeoksu đứng dậy tiến đến chỗ Quân Ưu, đánh anh một trận tơi tả. Quản giáo sợ xảy ra án mạng cuối cùng cũng xông tới, nhìn thấy Madeoksu chảy máu mũi liền như một gậy xuống đầu Quân Ưu. Quân Ưu lại ngất đi rồi bị nhốt vào trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Anh bị biệt giam 30 ngày. 30 ngày trôi qua, sau khi Quân Ưu ra ngoài, thế lực thứ hai là một nhóm 2 người gay chủ động tìm đến lôi kéo anh nhập bọn, để lập một băng nhóm ngay sau đó giết chết Madeoksu. Quân Ưu tất nhiên không đồng ý, nhưng một tên cố gắng níu kéo nói rằng chúng ta phải đồng lòng chứ ở một mình thì chết chắc. Madeoksu đã biết được có người dám chống lại anh ta. Lúc Quân Ưu đi dọn dẹp vệ sinh đã bị bọn đàn em bắt lại, sau đó ném tới trước mặt Madeoksu. Tiếp đó nhóm 2 người gay cũng bị bắt đến đây, cả hai vội vàng van xin. Tất nhiên van xin vô ích, đám đàn em trực tiếp cắt mở đũng quần của 2 người gay yêu cầu Quân Ưu đến trừng phạt họ. Quân Ưu tất nhiên không làm, Madeoksu cho cơ hội 2 người gay. 2 tên gay tỏ ra hào hứng, anh đã bị xâm phạm bèn không muốn sống nữa, nhưng đã bị quản giáo tiêm thuốc mê. Lúc này mẹ của Quân Ưu cùng luật sư Min đến thăm tù. Người mẹ nói có bước ngoặt để lật ngược vụ án, bảo Quân Ưu dù phải chịu đựng bao nhiêu bất bình trong tù anh nhất định phải kiên trì. Khi nghe thấy hy vọng được ra tù, trong lòng Quân Ưu bùng lên ý chí chiến đấu. Những ngày sau đó Quân Ưu dù có bị đánh bao nhiêu cũng không quan tâm, bị đám đàn em Madeoksu đánh tơi tả sau đó vẫn bình thường ăn ở nhà ăn. Bị Madeoksu đánh bầm dập vẫn ăn uống ngon lành ở nhà ăn. Lúc này tù nhân ăn thịt người đến ngồi bên cạnh đưa cho anh một chiếc lá. Quân Ưu rất thông minh liền cầm chiếc lá cuộn cơm vào ăn cùng. Nhưng ông ta lại nói lấy lá đó xoa lên vết thương. Anh nghe thế rất xấu hổ vội đặt chiếc lá xuống. Tù nhân ăn thịt người hỏi Quân Ưu rằng cậu từng là vận động viên nhỉ? Bọn chúng đánh cậu thậm tệ đến vậy mà cậu có thể bảo vệ được những chỗ hiểm của mình. Vì vậy anh lại bắt đầu tập thể dục điên cuồng trong nhà tù, bắt đầu từ tập dạng thẳng chân trước. Bên này Madeoksu quyết định muốn đánh Quân Ưu thành tàn tật. Khi dọn dẹp trong nhà máy, Quân Ưu phát hiện lại bị chúng phục kích, anh vội vàng trốn đi. Lấy giấy cuộn những cây kim sắt đã mài sẵn từ trước lại tạo thành hình chiếc phi tiêu, rồi dùng dây thun ở lưng quần để làm súng cao su. Quân Ưu kéo dây thun để nhắm và bắn. Một tên đàn em ngã xuống đất ngay lập tức, tên số 2 bị bắn vào đầu, tên thứ 3 cho vào ngực. Khi Quân Ưu lao ra thì đụng phải Madeoksu đứng chặn cửa. Madeoksu đang vác một chiếc kìm lớn. Quân Ưu xông đến tấn công, Madeoksu chuẩn bị vung kìm nhưng bị mất tầm nhìn. Ở giữa quá tối đến khi Quân Ưu xuất hiện, súng cao su của anh đã được kéo căng hết cỡ tung ra cú sát thương lớn. Madeoksu bị thương ở vai ném chiếc kìm đi. Quân Ưu lao tới vung một cú đá hạ gục Madeoksu và giành chiến thắng. Lúc này luật sư Min đến thăm tù, báo cho Quân Ưu một tin dữ rằng mẹ của anh đã qua đời. Thế giới tinh thần của anh trực tiếp sụp đổ, lẽ nào phải ngồi tù cả đời thật sao? Vì trận đánh nhau vừa rồi Quân Ưu đã bị nhốt biệt giam 100 ngày. Anh quyết định vượt ngục để rửa sạch tội danh của mình. Anh bắt đầu tập luyện, bắt đầu từ mũi khoan trước. Nhắm mắt lại anh dần dần có thể nghe thấy tiếng con nhện đang bò ở gần đó. Trong không gian tối tăm anh có dựa vào ánh sáng yếu để xác định vị trí và chuyển động của mục tiêu. Vào lúc này Quân Ưu đã rất mạnh mẽ và lợi hại. 100 ngày trôi qua Quân Ưu đã được ra khỏi phòng biệt giam. Trên sân tập anh đụng độ hận thù với Madeoksu. Madeoksu quyết rửa sạch mối nhục, lần này phải giết chết Quân Ưu. Bắt đầu hành động. Đột nhiên vài tên đàn em nghi chặt cổ quản giáo, thấy quản giáo đã bị khống chế, những quản giáo cấp trên vội vàng bắn súng hơi cay. Sân tập bỗng thúc khói mù dày đặc, Madeoksu rút con dao ra đi thẳng về phía Quân Ưu. Tai của Quân Ưu đã sớm nắm bắt được chuyển động của ông ta từ lâu. Khi ông ta tiến sát lại gần Quân Ưu quay người lại, hóa ra trong tay anh cũng có vũ khí, lấy đà chớp nhoáng anh chém vào mặt Madeoksu. Madeoksu ngã xuống đất ngay tại chỗ. Lúc này tên quản giáo vung ra khỏi tay tên đàn em nhào tới bắt Quân Ưu và yêu cầu anh ném dao xuống. Nhưng Quân Ưu đã làm một chuyện không ai ngờ tới, anh tự đâm vào bụng mình rồi ngã xuống. Ngay sau đó xe cứu thương đến nơi,
quân EU và Madeok Su đều được đưa lên xe. Quân EU thật sự muốn đi gặp ông bà sao? Không, chiều này là do tù nhân ăn thịt người đã chỉ cho anh. Quân EU mở mắt ra nhìn xung quanh, lập tức đánh ngất một tên quản giáo. Tên còn lại anh đánh vào ngực, túm lấy đầu đập vỡ hộp ống tiêm, nhanh chóng lấy ra một ống tiêm dí vào cổ quản giáo, yêu cầu quản giáo giao chìa khóa cổng tay. Lúc quản giáo rút chìa khóa ra định đưa thì tài xế đột ngột chuyển hướng, chiếc xe bắt đầu rung lắc. Quản giáo nổ súng vào quân EU nhưng bị anh đá trúng cánh tay, viên đạn găm vào đùi tài xế. Tài xế đau đớn bẻ lái chiếc xe văng thẳng lên không trung, sau đó lăn vài vòng trên đường. Ngay cả trong trạng thái hỗn loạn này, với thị giác và thính giác nhạy bén, quân EU đã nắm lấy chìa khóa cổng tay trong không trung. Chiếc xe dừng lại, chỉ có quân EU loạng choạng bước ra ngoài. Anh bắt đầu chạy bạt mạng ở vùng ngoại ô, chạy suốt cả ngày lẫn đêm, trộm vài bộ quần áo của nông dân, thậm chí cả một đàn bò đuổi theo anh. Anh phát hiện một cặp vợ chồng người ngoại quốc đi du lịch, giúp họ sửa xe, cuối cùng trốn về thành phố. Quân EU phải tìm ra hung thủ đã hãm hại mình. Anh bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, rốt cuộc mình đã bị đổ tội như thế nào. Thời gian quay ngược về một năm trước, quân EU là một thanh niên thất nghiệp, nhưng trong thế giới game anh chính là một thủ lĩnh xuất sắc và mẫu mực trong cuộc thi đấu các quốc gia. Anh dẫn đầu đội quét sạch hàng ngàn quân và tự mình giành chức vô địch. Với đồng đội của mình hoàn toàn đẫm máu, anh đã thể hiện rất xuất sắc, lội ngược chiều gió và giành chức quán quân. Trong thế giới game, quân EU tồn tại như một vị thần. Hôm đó, quân EU đang chơi game trong quán net, điện thoại ở ghế bên cạnh liên tục đổ chuông. Nhưng ở ghế bên cạnh không có ai nên anh nhấc máy. Hóa ra là một cô gái đã để quên rồi, nhờ anh đưa tới tận nhà và hứa trả anh 300.000 won. Quân EU không hề muốn đi, nhưng mở ví tiền ra thì đến cả tiền lên mạng và tiền ăn đã hết rồi, nên anh quyết định đi để kiếm số tiền này. Khi đến nơi đã hẹn, cửa nhà lại không khóa. Sau khi anh vào trong thì thấy một cảnh bỏng mắt. Quân EU đòi tiền thì cô bảo anh để điện thoại ở tầng 2, tiền ở trên giường. Quân EU đặt điện thoại xuống và lấy tiền. Lúc rời đi anh còn không quên nhắc cô gái chú ý an toàn và khóa cửa. Ngày hôm sau, quân EU đang ngủ ở nhà, một nhóm cảnh sát bất ngờ xông vào và nói rằng anh đã sát hại một cô gái chưa đủ tuổi, vị thành niên, bị bắt đưa thẳng đến đồn cảnh sát. Tại phiên tòa, dấu vân tay, tóc và cả tinh trùng của anh được tìm thấy ở hiện trường nạn nhân. Nạn nhân đã bị xâm phạm 2 lần, bị đâm 31 nhát dao trên cơ thể khiến dư luận phẫn nộ. Quá khứ của quân EU cũng bị đào lên. Từng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Taekwondo nhưng đã bị loại khỏi đội tuyển sau một vụ bạo hành. Vụ án này đã gây chấn động ở Hàn Quốc và mọi người đều cho rằng quân EU chính là hung thủ. Anh bị kết án tù chung thân và bị đưa đến một nhà tù trọng tội ở Hàn Quốc, vì vậy mới có cảnh ở đầu video. Lúc này quân EU đã tìm đến luật sư Min. Luật sư Min đã được sợi dây chuyền do mẹ để lại cho anh. Không ngờ bên ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng còi báo động. Hóa ra luật sư Min đã gọi điện báo cảnh sát. Quân EU trốn thoát qua cửa sổ và đến quán net. Một thành viên của đội có nick là Lông Lá đã rất nghi ngờ về vụ án này. Anh đã làm một video phân tích. Lông Lá phát hiện một hộp đen trên xe hơi đã ghi lại cảnh quân EU đến hiện trường. Từ lúc vào đến lúc ra chỉ mất 3 phút. Chỉ trong 3 phút thì làm sao có thể xâm phạm nạn nhân 2 lần và đâm nạn nhân 31 nhát. Chủ nhân chiếc xe đã gửi đoạn phim này đến các cơ quan ngôn luận, nhưng đoạn phim không được công bố. Xem ra đằng sau sự việc này không hề đơn giản như vậy. Lông Lá hẹn gặp quân EU. Nào ngờ Lông Lá không phải là một anh chàng to béo mà là một cô gái xinh đẹp. Với thiết bị thay đổi giọng nói trong game, Lông Lá đã triệu tập 3 thành viên khác trong đội. Họ quyết định giúp quân EU rửa sạch tội danh. Lông Lá điều tra được nạn đã đến quán bar và rời đi cùng một người đàn ông vào đêm hôm đó. Những năm gần đây rất nhiều vụ án rất giống với vụ án của quân EU. Họ phát hiện trong video giám sát có một chiếc xe tải đã bị ghép. Chiếc xe tải đến từ một bãi phế liệu. Quân EU và đồng đội đến đây để điều tra, đã phát hiện ra chiếc xe tải đó và đi theo một vài người đàn ông mặc vest đến một biệt thự. Sau đó chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Một vài người đang xử lý nghiệp vụ tại hiện trường vụ án mạng, xóa dấu vết máu, dấu vân tay và xóa hết mọi dấu vết. Hóa ra đây là một đội ngũ chuyên đổ tội cho người khác. Một khi các quan to chức lớn xảy ra chuyện sẽ tìm đến họ. Họ sẽ tìm kiếm người thích hợp, tìm kẻ hiến thân để nhận tội. Họ sẽ điều tra sâu. Hai đồng đội của quân EU đã cải trang thành công nhân bảo trì vào trong tòa nhà để giúp Lông Lá đột nhập vào hệ thống của tòa nhà. Lông Lá kiểm soát giám sát quân EU tìm thấy một chiếc hộp màu trắng với một thi thể ở bên trong. Lúc này đội ngũ đổ tội đã đến. Quân EU vội trốn đi, xem bọn họ dựng hiện trường. Nhóm người này cho thi thể vào hộp kính dán ảnh của kẻ gánh tội và để lại dấu vân tay của kẻ gánh tội. Lúc này boss đằng sau nhìn thấy quân EU trên màn hình giám sát. Hóa ra luật sư Minh chính là kẻ thao túng đằng sau. Quân EU bị cầm tù oan cũng là do một tay dự án thiết kế. Luật sư Minh quyết định thả Madeok Su tù để giết chết quân EU. Quân EU vô tình bị bắt và bị đánh một trận tơi tả. May nhờ Lông Lá báo cảnh sát giải cứu được anh. Hai người lái xe rời đi thì phát hiện trên di vật của mẹ anh có thiết bị theo dõi. Anh miễn cưỡng ném đi sợi dây chuyền do luật sư Min đưa cho anh. Luật sư Min hiển nhiên trở thành đối tượng tình nghi. Đồng đội đã chế tạo máy bay không người lái đến công ty luật sư để theo dõi điều tra. Họ tìm thấy một tòa nhà, phát hiện có một kho dữ liệu khổng lồ ở đây. Luật sư Min có thể kiểm soát tất cả mọi người trong thành phố như vị thần. Ngay cả người đàn ông bóp còi mắng chửi hắn cũng bị hắn ghi biển số xe lại đủ kiểu trả thù. Biết được tất cả, quân EU cùng đồng đội chống trả điên cuồng, phá hoại hiện trường đã giàn dựng của đội mũ đổ tội, cho nổ xe của họ, gây rối loạn trong bãi phế liệu. Quân EU tìm đến luật sư Min đánh hắn một trận trong căn phòng bí mật của hắn. Tại kho dữ liệu, quân EU đã nhìn thấy đoạn phim về quá trình mình bị đổ tội, phát hiện ra mẹ của anh cũng bị giết bởi luật sư Min. Quân EU muốn sao chép tất cả dữ liệu tội phạm, nhưng luật sư Min nói rằng đồng đội của anh đều nằm trong tay của Madeok Su. Nếu không đầu hàng thì tất cả sẽ bị giết. Việc sao chép sẽ mất ít nhất 30 phút, cần chứng cứ hay cần đồng đội. Quân EU quyết định lao đến giải cứu đồng đội. Madeok Su nổ súng và đồng đội đều bắn hụt mấy phát. Trong lúc nguy cấp, quân EU đã đến kịp thời. Anh đã cắt nguồn điện, căn phòng tối đen như mực. Với thính giác và thị giác nhạy bén của mình, quân EU ném những hạt gạo có ánh dạ qua hạ gục toàn bộ đối thủ. Anh đã cứu được đồng đội và nhanh chóng rút lui. Madeok Su đưa người đuổi theo.
Cùng lúc này, luật sư Min đổ tội giết diễn viên Nâu lên đầu Quân Yu và cho nhà đài truyền hình đăng tin tất cả mọi chuyện. Luật sư Min rất phấn khích tưởng mình đã thắng chắc rồi. Quân Yu lái xe thẳng đến tận cổng đài truyền hình, sau đó xuống xe một mình và đầu hàng. Lúc này báo đài bắt đầu đưa tin nhưng lại phát sóng về chân tướng của sự việc. Luật sư Min đã bị vạch trần. Hóa ra USB của Quân Yu có chức năng truyền dẫn không dây vẫn chưa hề bị rút ra. Long là đã sao chép dữ liệu rất thuận lợi và xâm nhập đài truyền hình để phát đi sự thật, phơi bày thành công mọi chuyện. Cuối cùng luật sư Min lãnh án tù. Trong tù cũng có Ma Dae-ok Su bắt đầu chăm sóc hắn, để cho hai người gay mỗi ngày đều hỏi thăm phục vụ hắn. Bên này Quân Yu đã được tráng án. Có những đồng đội tốt như vậy ở bên cạnh, anh bắt đầu một cuộc sống mới. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Thành phố ảo. Nếu các bạn thấy hay nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ Nóc Nhà Review nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.